Và thế nào là tâm quả bất thiện vô nhân thì nó có. Ở đây chúng ta có thể hiểu là cái biết của con mắt khi bắt cảnh sắc xấu, tức là do đời trước mình tạo những cái tâm bất thiện, những cái nghiệp bất thiện, nên là ra mình con mắt của mình là mình thấy toàn cảnh sắc xấu không. Rồi nhĩ thích thọ xả quả bất thiện vô nhân, tức là cái biết do lỗ tai mà bắt cảnh sắc, cảnh thinh xấu. Chúng ta hiểu vậy. Thứ ba là tâm tỷ thức, biết của mũi khi ngửi mùi xấu. Rồi tâm thiệt thức cũng vậy, khi chúng ta nếm cái vị mà không ngon. Và tâm thân thức là khi chúng ta xúc chạm cảnh xấu. Tâm tiếp thâu là tâm tiếp nhận cảnh ngũ xấu, tức là cái tâm này nó tiếp nhận năm cái cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc mà xấu. Tiếp theo là tiếp nhận. Rồi cái tâm quan sát thì nó cũng quan sát cái cảnh xấu luôn. À, thì chúng ta hiểu cái chữ tiếp theo là tiếp nhận. Quan sát là chúng ta quan sát cảnh đó. Thế thầy, cái chữ vô nhân có phải là cái phước này sẽ không có nào cái quả gì coi á. Nó là tâm quả. Không phải tâm nhân. Nó không phải gì hết. Nhân là bất thiện và thiện mới là nhân. Do là quả. Cái này là tâm quả. Tâm quả. Nhưng mà sao nó vô nhân? Nó vô nhân có nghĩa là nó không có sáu cái nhân. Là tham, sân, si. Vô tham, vô tham, vô si. Phối hợp. À, đấy, mình đọc từ từ, mình đi nhớ dùng là vô nhân là không có sáu nhân. Mà sáu nhân đây là sáu nhân bất thiện và sáu nhân thiện thiện. Là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Rồi chúng ta bước xuống cái tầm di tác. Cái chữ di tác hôm nay mình học là mình ráng cố gắng mình hiểu mấy cái nghĩa những danh từ Phật học. Di tác là gì? Di là chỉ, tác là hành động. À, di là chỉ. Duy. À, và tâm di tác tức là tâm chỉ có hành động mà không có kết quả. Đó, những cái tâm nó có những cái loại tâm mà chỉ hành động, có những cái loại tâm có hành động mà có kết quả. Nhưng mà riêng cái tâm di tác này chỉ có hành động mà không có kết quả. Có nghĩa là có phải là thí dụ như mình nghĩ điều xấu mình muốn hại người đó, nhưng mà rồi mình suy nghĩ thôi, mình không bao giờ mình làm tới chuyện đó, phải không thầy? À, không phải. Cái tâm di tác chúng ta học tới là nó có những cái tâm này là chỉ, đặc biệt là nó không có kết quả. Còn mà suy nghĩ hay gì là đều có kết quả hết á. Bây giờ hôm qua chúng ta đã chia tâm quả bất thiện vô nhân rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia tâm quả thiện vô nhân. À, tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tập theo. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Như vậy chúng ta thấy tâm quả thiện vô nhân này có 8, thì thêm một cái là tâm quan sát thọ hỷ. Ở trên thì có 7 là vì nó không có cái tâm quan sát thọ hỷ. Như vậy tâm vô nhân chia ra có 3 ha. Một là tâm quả thiện bất thiện vô nhân, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm di tác vô nhân. Chúng ta ôm lại. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Một là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân.
tâm tiếp thâu họ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát họ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát họ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát họ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm quan sát họ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di đá vô nhân chia ra có ba. Tâm di đá vô nhân có ba. Tâm khai ngũ môn thọ xả. Tâm khai ngũ môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy di tác là tâm chỉ có hành động mà không có kết quả. Nó có mấy tâm nè, có ba tâm. Tâm thứ nhất là tâm khai ngũ môn thọ xả. Tức là cái tâm này nó làm cái công việc của nó là khai mở cho cái lộ ngũ môn. Ngũ môn tức là cái lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, để bắt cảnh. Tức là sao chúng ta phải học luật định tâm. Thì trước khi mà mình thấy cảnh sắc thì đầu tiên cái tâm này, đầu tiên nó khai mở cái lộ này, lộ định tâm. Nếu không có cái tâm này thì mình không thấy. Nó khai mở đầu tiên nó khai mở một cái lộ định tâm. Nó là cái tâm đầu tiên, khai mở lộ ngũ môn. Còn nếu như mình suy nghĩ đó, để mà mình có cái lộ ý thức thì bắt đầu cái tâm khai ý một khai mà những cái tâm này thì nó hoàn toàn là nó không có kết quả, tại nó làm cái công việc giống như là mở cửa thôi. Cái bổn phận của cái tâm này giống như là mở cửa thôi, nó không có kết quả gì hết, nó chỉ có hành động mà không có kết quả. Rồi tại sao cái tâm là ứng cúng vi tiếu thọ hỷ? Cái tâm này là làm việc cười cho những vị thánh nhân, trong đó có Đức Phật và chư Thinh Văn Đệ Tử Phật. Tức là Đức Phật thì cười bằng cái tâm này, còn mình á, mình cười bằng cái tâm tập tham, tâm này mình cũng cười nhưng mà mình cười bằng tâm tham. Mình cười bằng tâm tham thì có kết quả, còn cái tâm này chỉ có hành động mà không có kết quả. Bởi vì Đức Phật thì ngài cũng cười, các vị thánh tăng thì cũng cười, thì các ngài cười bằng tâm ứng cúng. Ứng cúng là bằng ứng cúng, vi tiếu là cười, thọ hỷ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta ôm lại nha. Đang nói làm sao học thuộc được cái 18 tâm vô một nhân. Tâm vô nhân chia ra có 3. Tâm vô nhân chia ra có 3. Một là tâm quả bất thiện vô nhân. Một là tâm quả bất thiện vô nhân. Hai là tâm quả thiện vô nhân. Hai là tâm quả thiện vô nhân. Ba là tâm di tác vô nhân. Ba là tâm di tác vô nhân. Rồi chúng ta hiểu sơ tại sao đây là những tâm quả bất thiện và quả thiện vô nhân này là gì? Là nó là thành quả của những cái tâm bất thiện này và những tâm thiện này, mà nó ở góc độ là thiếu tâm tư và lý trí. Thí dụ như lát hồi trong đây mình sẽ biết là có những cái tâm thiện hợp trí và có những cái tâm thiện lý trí. Ví dụ mình làm việc thiện mà thiếu trí. Rồi mình làm việc mà mình thiếu tâm tư. Hiểu tâm tư không? Tâm tư tức là ba cái giai đoạn suy nghĩ. Tức là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Đó. Mình thiếu cái sự tư duy trong ba cái giai đoạn này. Cho nên này nó rất là yếu, cho là cái quả gọi là quả bất thiện hay quả thiện. Dù nha. Nắm vậy đấy. Bây giờ chúng ta ráng học thuộc. Hôm qua mình đã học 7 tâm quả bất thiện rồi. Hôm nay chúng ta ráng học 8 tâm quả thiện vô nhân. Và mình thuộc thuộc cái lớp. Với cái cách học của chúng ta là phải đọc được lại cho thuộc ha. Rồi, tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Một là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Một là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Ba là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Ba là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Bốn là tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Bốn là tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân chia ra có 3. Tâm di tác vô nhân chia ra có 3. Tâm khai ngũ môn thọ xả.
Tâm khai ngũ môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Đó, quý vị, chúng tôi làm trả bài nữa mà chúng tôi có lặp đi lặp lại để cho quý vị tự như quý vị được practice, tức là lặp đi lặp lại bài này mình nhớ ha. Rồi, chúng ta sẽ học vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành gọi là tâm dục giới vô tịnh. Đúng không? Gồm có tâm bất thiện và tâm vô vô nhân. À, chúng ta hiểu mấy cái từ như cô Vy Lan có nói là mình đọc cái từ nào mình rất hiểu rồi. Bất thiện là những cái tâm xấu. Ha, tâm vô nhân là tâm thiếu sáu nhân phối phải hợp. Rồi tâm quả bất thiện hay tâm quả thiện vô nhân. À, đó là những khi con mắt thấy cảnh xấu là tâm này. Ha. Rồi nghe cảnh xấu là tâm này. Rồi ngửi cảnh xấu là tâm này, nếm vị xấu là tâm này, thân xúc chạm đau đớn là tâm này. À, tiếp theo là ta tiếp theo những cảnh xấu này. Quan sát là quan sát những cảnh xấu này. Đó, đại khái như vậy. Ở dưới này thì là cảnh tốt. À, con mắt thấy cảnh sắc tốt là tâm này. Đó. Rồi nghe, rồi ngửi, rồi nếm, rồi đúng. Rồi tiếp theo là quan sát, có quan sát phải gì đó. Rồi ở đây thì di tác là tâm chỉ có hành động mà không có kết quả. Cái duy là chỉ, tác là hành động. Ở đây thì nó làm việc thứ nhất là khai ngũ môn thọ xả, khai ý môn thọ xả và ứng cúng duy tiếp. Dạ thưa thầy, tại sao cái có một cái dấu đen lúc mà mình giống như là thọ sắc á, là nó tại sao nó đen mà nó không có xanh? À, cái màu này là do hòa thượng sư chế ra để cho hiểu đó là cái cảm thọ khổ. Tức là màu xanh màu đỏ này là do hòa thượng này mới đầu đặt lên năm màu, là qua năm cái cảm giác của con người. À, mình học cái này á là để mình hiểu được về năm thọ nè. Con người có năm thọ thôi. Một là khổ lạc, khổ là thân, lạc là tâm. À, u hỷ xả, à, xả là trạng thái không khổ không lạc, quân bình. À, thì mình có thanh tâm. Thân tâm mình thì nếu mà sướng cái thân thì kêu lạc, mà khổ thân thì kêu khổ. Tâm thì cũng có hai cái, nếu mà vui thì hỷ, ha. Rồi buồn là u. À, cái tâm mình nó có hai cái, ha. Rồi có một cái xả là cảm thấy quân bình. À, thì mình học á, mình học để mình thấy được cái pháp chân đế chỗ này. Bữa mình học là tất cả gọi là pháp, đúng không? À, pháp chia ra có hai, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Chân đế là gì? Là bản thể thật của các pháp. Đó, bản thể của các pháp. Còn tục đế là sự thật của chế định, như nhà cửa con người chúng sanh a b vân vân. À, những cái mình sống toàn là sống tục đế không? Nếu muốn học tục đế mình sẽ biết là hàng ngày mình sinh hoạt tục đế không, chứ mình ít có biết về pháp chân đế. Thì hôm nay mình học tiếp cái pháp chân đế thì có hai loại, một là chân đế hữu vi, hai là chân đế vô vi. Mà chân đế hữu vi là chân đế gì? Tức là pháp bản thể thật mà có nhân tạo tác. Hữu vi là có nhân tạo tác. Mà hễ cái gì có nhân tạo tác thì tất nhiên nó phải có nhân diệt, à, sanh diệt. Cho nên mình thấy nè, tâm sở hữu tâm sắc pháp hay còn gọi là danh pháp hay sắc pháp đều vô thường đó. Vì vậy mình học cái này mình thấy nè, khổ đau và hạnh phúc, cuộc sống của con người mình thấy có hai cái trạng thái, một là khổ đau, hai là hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc hai vị ngọt khác nhau, hoặc là khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau. Tức là hạnh phúc thì ngọt mà khổ đau là đắng. Cuộc đời mình tiếp nhận đó. Trong thực tánh chân đế đó, bản chất đều vô nhân. À, mình học vậy đó. Mình hôm nay mình học để mình ngộ được cái tất cả pháp hữu vi mà. Trong cái thực tánh của pháp chân đế nó đều là pháp hữu vi. Mà hễ cái gì pháp hữu vi thì đều là vô thường. Nên Đức Phật nói vậy là sabbe sankhara anicca. Sabbe là tất cả. Sankhara là hữu vi hay là pháp hành. Anicca là vô thường. Cho nên mình có niệm là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Như vậy thì khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau. Trong thực tánh chân đế bản chất đều như nhau. Vì sao? Vì hạnh phúc thì ẩn nước mắt, rõ ràng. Khổ đau thì ẩn nụ cười.
nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc, là thọ, năm thọ. Đúng không? Ví dụ như là vui thì thủy, thấy không? Rồi buồn thì u. À, thân mà vui, thân mà an kêu là thọ lạc, mà thân khổ kêu là thọ khổ. À, rồi mà mình không vui, không buồn, cảm thấy quân bình thì kêu là thọ xả. Như vậy thì mình thấy là hạnh phúc thì ẩn nước mắt, đúng không? Mà điều này mình dễ thấy lắm. Có vui sẽ có buồn, có sướng, có khổ. Vô thường người ạ. Những cái vô thường nó sẽ biến cái sướng thành cái khổ, rồi cái khổ thành cái sướng. Ha. Cho nên hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Nhớ dùm sơ cái đấy. À, tất cả là tướng pháp. Tức là mình nói gì tới đó là tất cả là tướng pháp. Ha. Tất cả là tướng pháp. Tất cả là tướng pháp. Vận hành theo nguyên lý, nó vận hành theo cái nguyên lý của nó. À, xoay vần có rồi không, à, xoay vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Đó, biết rõ pháp hữu duy, đó chỗ này nè, biết rõ pháp hữu duy, không bền và không vững, hoặc là không vững và không bền. Đó, phải nhớ là đây là pháp hữu duy, nó không vững và không bền, chẳng có gì đáng giữ, buông xả lòng nhẹ tịch. Đó, mình học cái này để mục đích của mình là mình không có cái gì mà thấy đáng lắm vậy hết, mình thấy rõ là đều vô thường hết, đúng không? À, tất cả đều là pháp tánh hết, à, theo định lực tự nhiên, à, vận hành tự nhiên ha. À, xoay vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Đó, nó cứ sanh diệt, muốn chúng ta sẽ học sâu, chúng ta thấy rõ cái điều này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp qua cái tâm dục giới tịnh tịnh hạnh. Nhớ không, kỳ trước chúng ta học là tâm dục giới chia ra có hai, một là dục giới vô, hai là dục giới tịnh. Dục giới vô tịnh hảo mình đã chia rồi, thấy không? Mình chia từng nút hết rồi đó. Về phải ráng học nha, không có bài nhưng mà về phải ráng rồi lưu lại. Ví dụ như sau này mình chuyển cái nút này biết liền là tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Chỉ cái nút này là biết là tâm sân thọ ưu hậu phấn hữu trợ. Ví dụ vậy, chỉ tâm này là biết tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. À, chỉ cái tâm này là biết tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Đó, đại khái là mình mạnh đến mức độ là mình quen, giống như cú chương vậy, mình thụ rồi. Bởi vì mình học cái này rồi, sau này mình học sâu vô các cái phần như tâm phối hợp, sở hữu phối hợp, vân vân vậy, thì mình chỉ nói là biết tám tâm tham, thì nói là cái này nó hợp là bốn tâm hợp trí, trừ ra bốn tâm ly tí là biết tâm nào rồi. Tham là tham, tham hợp tà và tham ly tà là biết rồi ha. Hoặc là tham thọ hỷ và tham thọ xả, đại khái mình thuộc. Rồi 18 cái tâm này là bây giờ chỉ lúc nào cũng nói được hết. Mục đích của mình là học vũ chương là mình sẽ nắm được cái bản này một cách rốt ráo. Ví dụ như tâm này là mình nói là khai ý môn thọ thọ xả. Tâm này mình nói là tâm ứng cúng quy tiêu thọ thọ hỷ thọ hỷ. À, ví dụ vậy. Rồi đó, tâm này là biết là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Đó, đây là mình hôm nay mình học là mình học hết những cái tên này, thì cái phần gọi là 12 với 18 là như 30 thôi, đúng không? À, 30. Như vậy thì 30 tâm quả tâm dục giới vô tịnh cho linh hảo. Đó, là mình đã thuộc hết rồi, học hết rồi, đúng không? Như vậy cái phần này phần gọi là tâm dục giới vô tịnh tịnh hảo là biết rồi nha. Bây giờ mình sẽ học xuống là tâm dục giới tịnh tịnh hảo. Rồi cái gì nghe, tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba hàng đó. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Một là tâm thiện dục giới tịnh tịnh hảo. Tâm là tâm dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo.
hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Tâm di tác dục giới tịnh hảo. Tâm di tác dục giới tịnh hảo. Lại tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Và tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Còn lại tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Một là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Một là tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Như vậy thì bây giờ cái mẹo học để mình nhớ được tám cái tâm thiện dục giới tịnh hảo này, chúng ta thấy nó có hai màu, thứ nhất là màu đỏ, thứ hai là màu xanh. Màu đỏ thì thọ hỷ, màu xanh là thọ xả. Trong bốn tâm thọ hỷ này nó có hai tâm là hợp trí, hai tâm sau là ly trí. Trong bốn tâm thọ xả này cũng vậy, có hai tâm đầu là hợp trí, hai tâm sau là ly trí, và hai tâm đầu hợp trí của thọ hỷ thì nó có cái là vô trợ và hữu trợ, đúng không? Vô trợ và hữu trợ, đúng không? Vô trợ và hữu trợ, vô trợ hữu trợ. À bây giờ mời cô Diệu Hiền lên ông bà. Hôm nay xin mời những người nào mà thích ông bà lên, những người nào thích ông bà thì ngồi dưới học. Rồi ông bà đi. Tất cả từ đầu. Từ đầu cũng được, từ đầu đi, từ đầu lại đi. Thông minh. Tất cả gọi là pháp. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia có hai. Pháp chia có hai. Pháp tục đế. Pháp tục đế. Và pháp chân đế. Và pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai. Pháp chân đế chia có hai. Là pháp hữu vi. Và pháp hữu vi. Và pháp vô vi. Và pháp vô vi. Pháp hữu vi chia có hai. Pháp hữu vi chia có hai. Là danh pháp. Một là danh pháp. Một là danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai là sắc pháp. Danh pháp chia có hai. Danh pháp chia có hai. Một là tâm. Một là tâm. Hai là sở hữu tâm. Hai là sở hữu tâm. Tâm chia có hai. Tâm chia có hai. Một là tâm hiệp thế. Một là tâm hiệp thế. Hai là tâm siêu thế. Hai là tâm siêu thế. Tâm hiệp thế chia có hai. Tâm hiệp thế chia có hai. Một là tâm dục giới. Một là tâm dục giới. Hai là tâm đáo đại. Hai là tâm đáo đại. Tâm dục giới chia có hai. Tâm dục giới chia có hai. Một là tâm dục giới vô tịnh hảo. Một là tâm dục giới vô tịnh hảo. Hai là tâm dục giới tịnh hảo. Hai là tâm dục giới tịnh hảo.
tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia có hai. Là tâm bất thiện vô. Tâm bất thiện là tâm vô nhân. Tâm bất thiện chia có ba. Tâm bất thiện chia có ba. Tâm tham. Tâm tham. Tâm sân. Tâm sân. Tâm si. Tâm si. Tâm tham chia có 8. Tâm tham chia ra 8. Chia có 8. Tâm tham chia có 8. Tâm tham thọ thì hợp tà vô trợ. Hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ thì 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 ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Hữu trợ hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Hữu trợ. Hữu trợ. Tâm chia có hai. Tâm sân chia có hai. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Tâm thọ ưu hợp phấn vô trợ. Tâm si chia có hai. Tâm si là thọ xả hoại nghi. Tâm si thọ xả hoại nghi. Tâm si thọ xả hợp phấn trợ. Làm thầy đỡ người khác. Con lạ cái đầu rồi. Giỏi quá trời. Nếu như quý vị mà có quá giỏi à. Có Google á. Quý vị lên trên mạng quý vị gọi là quấn cái chữ là diệu pháp lý hợp của ngài Hòa Thượng Định Sự á nha. Ở đây á ngài làm bằng thơ dễ nhớ lắm. À ngài làm hết toàn bộ bằng thơ. Học học cái chi pháp bằng pháp là bằng thơ không mà. Diệu pháp lý hợp. À diệu pháp lý hợp. Mình rảnh á, mình rảnh á mình đọc. Tại vì mình học cái này rồi á thì mình về mình đọc cái này mình mới biết. Chứ nếu như mà mình không có học cái này thì mình đọc mấy cái này mình không có hiểu. Mấy cái câu hơi bằng này nè. À. Ví dụ như chúng tôi xin mượn mấy câu đầu tiểu nó dài lắm. Mình từ từ mình đọc để mà cái cách để mà quý vị chỉ ha. À, đây là ngày làm cái câu thơ thế này nè. Cúi đầu làm lễ Phật Đà, lại ngôi pháp bảo luôn và thánh tăng. Tôi xin bày tỏ luận phần diệu pháp lý hợp sẽ phân nhị mộc. Đó, đầu tiên ha. Bốn pháp siêu lý cao sâu, tính theo tóm tắt ban đầu tâm vương. Đó, bốn pháp siêu lý mà cao sâu á, tính theo tóm tắt là ban đầu tâm vương này nè. Rồi, tâm sở sắc pháp còn nương, tâm sở đây, sắc pháp đây, à, còn nương nha. Niết bàn vô thượng là phương tuyệt độc. Đó, là bốn mà đây. Như vậy thì bốn pháp này rất là cao sâu, là tâm sở hữu sắc pháp và niết niết bàn là pháp chân chân đế. Đó, mình học lên học từ đây lên nè, đúng không? À, thì pháp chân đế có bốn cũng được, là tâm sở hữu tâm sắc pháp và niết bàn. Đó là câu đầu tiên ha. Làm hết toàn bộ bằng thơ luôn, nếu mình ngồi mình đọc mình học cái này rồi mình thấy hay lắm. 12 bất thiện sẽ toan. Đây, 12 bất thiện đây. Nha. Tâm tham có 8 chứa trang theo phần. À, tham có mấy đây? Có 8 nha. Tâm sân hai thứ khổ vật. À, tâm sân hai xứ khổ vật. Hai xứ khó dần. À, tâm si một cặp cộng bằng 12. Tâm si là một cặp là hai nữa, cộng vô đó là 12. Đại khái nè, rất là nhiều, dài lắm, tức là toàn bộ cái phần này ngài viết bằng thơ bằng hết. À. Rồi nè, vô nhân 18 chẳng sai. Tâm vô nhân có bao nhiêu? Đó, mình để học đó nha. Rồi quả bất thiện 7, quả lành 8 tập. Đó, quả bất thiện thì có 7. Mà quả thiện thì có 8, quả lành có 8, đấy không? Tâm hạnh ba thứ đồng lâm.
tâm hạnh, tâm di tác đó. À, nó có một cái tên khác là tâm di tác và tâm hạnh, ba thứ đồng lâm cộng chung 18. Rộng chục một tăng là tâm tịnh hảo xét phân biết rằng đó. Đọc cái bài này mình mới suy ra như vậy thì 10, 30 cộng với 27 là 57 tâm, tâm dục giới đã 50 lẻ 9 hiệp đơn đón phần. À, như vậy thì tính là được rồi. Trừ trên 30 đoạn trơn, làm trừ cái phần này là ha, 50 lẻ 9 hẹp đơn đón phần rộng thời 90. À, hiểu rồi, tức là không phải tâm này nó tổng cộng là 121 thứ tâm mà tính hẹp thì nó có 89 này. À, nó trừ ra mấy cái phần này là sao này mình không biết, tức là cái phần tâm siêu thế này tính có 8 thôi. À, còn tính rộng là tính 40, còn tính hẹp thì có 8 thôi. Cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp là rộng thì tính hẹp. Tại cái này mình phải học hết thì mình mới đọc cái này mình mới hiểu. À, rồi bây giờ chúng ta quay lại tiếp đi. Rồi, nãy tiến đâu rồi? Tâm dục giới ha. Rồi, tâm dục giới chia ra có 2. Tâm dục giới vô tịnh hảo. Hai là tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia ra có 2. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra có 2. Tâm bất thiện. Hai là tâm vô. Tâm bất thiện chia ra có 3. Tâm bất thiện chia ra có 3. Một là tâm tham. Một là tâm tham. Hai là tâm sân. Ba là tâm si. Tâm tham chia ra có 8. Tâm tham thọ hỷ hợp đà vô trợ. Tham thọ hỷ hợp đà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp đà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm si thọ xã hợp phóng dật. Tâm si thọ xã hợp phóng dật. Tâm vô nhân chia ra có 3. Tâm vô nhân chia ra có 3. Quả bất thiện vô nhân. Quả bất thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân. Tâm di tác vô nhân. Quả bất thiện vô nhân chia ra có 7. Quả bất thiện vô nhân chia ra có 7. Nhãn thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tỷ thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Thiệt thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xã quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Tâm quả thiện vô nhân chia ra có 8. Tâm nhãn thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xã quả thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xã quả
thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Tâm di tác vô nhân chia ra có ba. Tâm di tác vô nhân chia ra có ba. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm khai ý ngũ môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Như vậy thì cái tâm này làm khai mở cho lộ ngũ môn. Tâm này khai mở cho lộ ý môn. Tâm này làm việc cười của vị A-la-hát. Còn Đức Phật độc giác và Đức Phật toàn giác thì Ngài cười bằng bốn tâm di tác hợp trí. Đây là hợp trí của thằng này. Thằng này chúng ta sẽ biết. Bây giờ để thầy thay và nó có cái gọi là khai ngũ môn, khai ý môn. Thì sau này chúng ta sẽ học vô đây thì chúng tôi nói sơ để cho quý vị biết rằng đó là một cái tâm sanh khởi á, thì nó sẽ trải qua 17 sắc na. Trung bình 17 sắc na. 17 sắc na thì trong kinh nó ghẽ những cái sắc na như thế này. Chúng tôi đang diễn tả một cái lộ trình tâm lộ ngũ môn á. Lộ ngũ môn thì chúng ta biết rằng là nó bắt cái cảnh nè, năm cảnh. Tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Đây là lộ ngũ môn. Thì thí dụ như mình đang ngủ. Khi mà con người chúng ta ngủ á, thì năm cái giác quan nó không, nó đơn giản là nó sanh ra những cái sắc na tâm nó duy trì cái mạng mạch của nha. Thì nó có những cái hậu kiếp, nha, sắc na hậu kiếp vừa qua nè, rúng động nè, dứt dòng, rồi khai ngũ môn, ha, rồi ngũ song thức, rồi mới tiếp thâu, rồi quan sát, rồi động lực. Bảy sắc na động lực, rồi tới na cảnh dừng này. Bây giờ chúng tôi xin diễn tả một chút để quý vị hiểu rằng cái lộ trình tâm của mình nó sẽ diễn biến thế này. Ví dụ như mình đang ngủ đi, có ai kêu mình, ai kêu mình thì cái mình thức dậy mình nghe cái âm thanh, mình nghe thì mình có trải qua mấy cái hậu kiếp là hậu kiếp vừa qua, rúng động, dứt dòng, thì cái tâm khai ngũ môn này nè, nó sẽ bắt đầu nó làm gì, nó khai mở. Nó khai mở, sẽ ghi là khai ngũ môn có nghĩa là nó khai mở cho năm cái giác quan, nhưng mà thật sự lúc này thì chỉ có một thôi, là khai nhĩ môn. Tức là ghi chung tại cái tâm để làm gì cho năm cái đầu tâm, nhưng mà mình ghi một trong năm cái tâm này. Nếu mà mình nghe mà mình vui chứ nào, mình nghe cái tâm mình không bực bội đó, gọi là cái nghe mà mình mừng là bởi vì mình có cái giờ đi làm mà mình muốn quên người ta kêu, bây giờ mình không bực rồi mình còn cảm ơn nè. Thì lúc đó thì nó cũng thuộc dạng là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiệt. Còn nếu như mình mà bực bội thì đó là gì, tâm nhĩ thức thọ xả quả có thiệt, cũng cái âm thanh đó mà mình nghe, mình nghe mà mình mừng, và mình nghe mà mình vui đó, thì lúc đó nó xuất hiện cái này. Rồi cái sát na tiếp theo là đây, tiếp theo đây, rồi nó quan sát.
nó quan sát cái cảnh đó, là xác định coi cái cảnh đó là đối với mình là vui hay hay buồn, thì nó trải qua một bảy cái sát ta động lực này là quyết định. Quyết định lúc đó là tâm sân ha, hay là tâm thiệt đó. Nếu như mà cái lúc đó mình xác định là cái âm thanh này kêu mình là để mình dậy mình đi làm thì mình không có sân, à mình không có tâm sân, mà không có khó chịu, mà mình đó là nó xảy ra cái tâm thiệt này phải làm gì. À rồi nó có thêm hai cái na cảnh, nếu mà cảnh nó lớn quá thì nó còn dư âm chút đó. Thì như vậy thì đây là diễn tả sơ để chúng ta hiểu được những cái chức năng làm việc của các cái tâm này. À, thì tâm bất thiện và tâm thiện thì nó sẽ nằm ở trong chập động tổng lực là quyết định thiện hay là ác. À, còn các cái tâm này thì nó chỉ làm cái công việc giống như là tự nhiên thôi. À, vô tới nhà thì cửa nó mở ra thì có mấy người mà mở cửa đứng mở cửa siêu thị rồi thôi, còn vào trong thì mua hàng mua quá thì có những người khác họ giải biết đó, mình hiểu nên là vậy đấy ha, để chúng ta thấy được cái chức năng tâm này. Rồi chúng ta ôn lại, tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra ba. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ở đây thì chúng ta thấy nó có ba, thứ nhất là thiện, quả và di tác. Thì cái tâm thiện này nó làm những việc gì? Cái tâm thiện này nó làm các cái công việc công đức mà chúng ta làm, như là bố thí nè, trì giới nè, rồi tham thiền, nói chung là tất cả những cái việc lành mà mình làm, với việc lành mà hợp trí hay ly trí tùy mình, thọ hí hay thọ xả tùy mình. À, rồi khi mình tạo, đây là nhân, tâm thiện là tâm nhân nha, nó sẽ cho ra tám đại quả này sẽ dẫn dắt mình đi tái sanh đó, là bố thí sanh thiên hành thiền, tất cả cái vậy ha. Rồi có nhiều người hỏi là bây giờ các vị mà thánh tăng á, như Đức Phật đi ha, Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật, các ngài cũng bố thí ha, mà các ngài bố thí bằng tâm gì đó, các ngài sẽ làm cái tâm này tâm gì ta? Bởi vì sao mà các ngài làm tâm này? Bởi vì sau đời sống này rồi thì các ngài không còn tái sinh nữa, cho nên cái tâm của các ngài làm mà tâm di tác thì nó không có còn gieo nhân. Còn mình á, là còn gieo nhân, một là gieo nhân bất thiện, hai là gieo nhân thiện. À, cho nên hôm qua chúng tôi có nói rằng là nếu như mình học cao hơn một tí á, thì dù cho là thiện hay bất thiện gì đi nữa nó vẫn còn luân hồi. À, còn di tác thì các ngài là chấm dứt luân hồi. À, mình bây giờ mình có làm công đức lớn cỡ nào, thậm chí là mình làm các cái tâm này rồi mình được sanh về các cái cõi trời dục giới làm các vị tiên ở trên trời ha, thì rồi nó cũng khổ, mà nó cũng hết cũng nó khổ. Rồi sau này mình tu xuống đây cũng vậy, sau này mình học xuống cái tâm lại này cũng vậy, là những cái tâm thiền của những vị chứng thiền ngày xưa, rồi họ sanh về các cái cõi thiền sắc giới, cõi thiền vô sắc giới. Thì mỗi chúng tôi có nói rằng là cho dù cái cõi dục giới hay là cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đều là tam giới, mà tam giới thì đều phải khổ. Đúng rồi, cái chữ tam giới nhân thiên khổ lắm, mà nó khổ là sao? Sanh già đau chết. À, sanh già đau chết. Ví dụ như trên cái cõi người mình thì có già, có bệnh, có đau, còn trên đây thì nó không già không bệnh nhưng mà vẫn chết. À, mấy cái vị phạm thiên, cái vị chư thiên thì họ không có bệnh nhưng mà họ vẫn hết tuổi thọ. Thí dụ như một cái vị trời ở cõi trời đạo lợi đi, thì họ sanh ra cái sắc họ sao là giống như vậy, chứ họ không có già. Họ hưởng cái tuổi thọ của họ một thời gian thật dài thuận phước á, đến một lúc nào đó cái họ bắt đầu chuẩn bị hết tuổi thọ, thì cái trạng thái nó có hai trạng thái xảy ra. Một là những cái hoa mà trang trí trong cái cung điện của họ nó héo. Hai là họ cảm thấy cái tâm nó chán, nó không thích nữa đó. Mình có những lúc là mình thích, nhưng mà có lúc mình thấy mình hết thích rồi đó, là bắt đầu trên tiên thiên nó có cái trạng thái tâm đó, là biết là sắp hết tuổi thọ. Ba là đổ mồ hôi, là bắt đầu họ biết là họ sắp hết
của họ, là cái trạng thái của họ đơn giản vậy thôi, chứ không phải như mình mà lụm cụm rồi rụng răng rồi ví dụ như vậy đó. Thì đó là những cái tâm này nó sẽ cho sanh về các cõi trời dục chết. Rồi bây giờ chúng ta học cho nó thuộc cái tám 24 tâm dục giới tịnh hảo này ha. Rồi tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Tâm dục giới tịnh hảo chia ra có ba. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ba là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Mời cô gì ta không nghiêm này. Dịu âm lên ôn tám cái tâm thiện dục giới tình hảo này. Ở dưới mình tập theo để mà mình nhớ. Bây giờ mình đã già rồi phải học chưa? Từ từ nhớ. Tâm dục giới tình hảo chia có ba. Tâm dục giới tình hảo chia có ba. Tâm dục giới tình hảo chia có ba. Tâm dục tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo. Ba là tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Ba là tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có tám. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả là tâm chia ra tám. Dạ. Không phải là hay à? Tâm quả như nghe. Hay quá. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ giải lao 5 phút để nghe sư giảng về cái vấn đề mà ngũ song thức này nè. Tâm ngũ thức này. Thì đây chúng ta thấy ngũ song thức nó có là tâm nhãn thức, thọ xả và bất thiện. Nhĩ thức, thọ xả, quả thiện, tỷ thức, vân vân ha. Năm cái này ha. Rồi dưới đây thì nhãn thức, thọ xả, quả thiện. Như vậy thì trong kinh nó nói rằng là muốn cái tâm này nó muốn sanh lên nó phải đủ bốn nhân. Đó, có bốn nhân mới được sanh lên cái tâm này. Thì hôm nay nói rằng ví dụ như tâm nhãn thức, thọ xả hay thọ hay, quả bất thiện hay quả thiện gì đó, tùy, nhưng mà phải có đủ bốn nhân. Thứ nhất là chúng ta phải có cái nhãn vật, tức là thần kinh nhãn đó, con mắt. Đây là đầu tiên là phải có cái thần kinh nhãn. Bốn cái nguyên nhân mà sanh ra ngũ dục thức này đó. Tức là đầu tiên chúng ta phải có thần kinh nhãn, tức là chúng ta phải có con mắt nha. Chứ mấy người mà không có con mắt thì không có tài nào mà sanh được cái tâm này. Đây là cái biết của con mắt mà. Đúng không? Nhãn thức là cái biết của con mắt. À quên, nhãn thức là gì?
nhãn thức tức là biết, mà cái biết qua con mắt, nhĩ thức là cái biết qua lỗ tai, ha, tỷ thức là cái biết qua lỗ mũi, thiệt thức là cái biết qua miệng, ha, thân thức là cái biết của hợp thành xúc, ha. Thì như vậy thì trước tiên là ví dụ như tâm nhãn thức thì phải có thần kinh, nghe nhãn. À, thứ hai là gì? Phải có cảnh sắc. Này nghe cho đỡ đỡ mệt chút. À, thứ hai là phải có cảnh sắc. Thứ ba là phải có ánh sáng, tại vì con mắt phải có ánh sáng nữa. Và thứ tư là phải có sự chú ý. Đây, bốn cái nhân để mà sanh ra cái tầm nhận thức. Ví dụ như mình không có con mắt, ví dụ mình bị khuyết tật đi, không có con mắt, thì không có tài nào mình có được cái tâm nhãn thức hết. Làm sao mà có được cái biết, cái tâm mà biết qua con mắt được. Thấy không? Đa phần là mấy người mà bị mù thì họ biết qua cái thức thôi, qua tâm và là thức, chứ không tài nào qua được nhãn thức được. Rồi ví dụ như mình có mắt rồi nhưng mà không có cảnh sắc. Cảnh sắc là đối tượng của con mắt. Rồi mình có mắt mà có cảnh sắc nữa mà thiếu ánh sáng, cũng không thấy gì. Ví dụ mình vừa vô cái phòng mà tối thui mình cũng không thấy gì. Rồi có con mắt, có cảnh sắc, có ánh sáng nhưng mà mình không chú ý, mình không để tâm, mình đi ngang mình không để tâm, thì cũng không xảy ra cái biết của con mắt, cái tâm nhãn thức này không? Không có. Như vậy thì nó phải hội đủ bốn cái yếu tố này thì cái tâm nhãn thức nó mới xuất hiện ha. Rồi tâm nhĩ thức cũng có bốn, thứ nhất là phải có nhĩ, thần kinh nhĩ là phải còn cái lỗ tai. Thứ hai là có cảnh thinh. Thứ ba là phải có hư không. Cái này ánh sáng thì bên đây là hư không, tức là cái khoảng trống đó. Phải có hư không nói ta mới nghe được, âm thanh ta mới nghe được ha. Rồi thứ tư là cũng có sự chú ý đặc ý ha. Rồi tâm tỷ thức cũng vậy, tức là phải có cái lỗ mũi cái đã ha, thần kinh tỷ đó, hệ thống thần kinh tỷ. Rồi phải có cảnh khí, rồi phải có gió, rồi có tắc đặc ý nữa, phải chú ý nữa ha. Mình có thể tưởng tượng đơn giản nó giống nhau. Rồi tâm thiệt thức cũng vậy, thứ nhất là mình phải có cái hình kinh thiệt là cái lưỡi. Thứ hai là có cảnh vị. Thứ ba là phải có nước. Và thứ tư là có sự chú ý. Rồi tâm thân thức cũng vậy. Thứ nhất là phải có cái thần kinh thân, là cái thân mình nè. Thứ hai là có cảnh xúc, là cái vật mình để mà đối tượng của thân xúc chạm, mềm hay cứng. Thứ ba là có đất, lửa, gió. Phải có cái đất, lửa, gió, tức là các cái gọi là đây những cái chất ngại nè, đất, lửa và gió đó. Và thứ tư là có sự chú ý đó. Như vậy thì một cái tâm sanh ra nó phải có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái nhân hợp lại để mới sanh được một cái tâm. Chúng tôi xin nói đơn giản là những cái tâm ngũ thông thức thôi, là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. Phải có đủ những điều kiện như thế này thì mới sanh ra được. Rồi chúng ta tiếp tục học chi pháp ha. Tâm thiện dục giới tịnh hảo này, nhiệm vụ của nó là làm tất cả các công đức mà mình làm, như là mình bố thí nè, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình làm từ thiện, những cái điều làm mà tâm này hết. Để sau này mình học mình biết là mình tu thiền cũng này luôn. Tức là cái tâm này nó còn cái tên rất đặc biệt là tâm tám tâm đại thiện. Tại sao gọi đại thiện? Là bởi vì nó quan trọng cực kỳ. Mình muốn giải thoát cũng xuất phát từ tám tâm này. Tám tâm này là tám tâm mình tu tập cũng từ tám tâm này. Thì trong đây chúng ta thấy nó có thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, ly trí, rồi hỗ trợ bốn trợ. Rồi tám tâm này là nó sẽ là cái tâm đầu tiên bắt nguồn của tất cả các công đức.
mình mà tu sanh này mà có giải thoát thành Phật đi nữa cũng phải nhờ tám tám tâm này. Tại có tám tâm này thì nó mới có được chín cái tâm thiện, rồi nó mới có được là 40 tâm đạo. Nếu như mà không nào mà mình nhảy vô mình có được tám chín cái tâm thiện và 40 tâm đạo được, mà mình phải bắt đầu từ tám tâm, tâm thiện dùng với tình hảo này đó. Bố thí cũng từ đây, trì giới cũng từ đây, tu tiến cũng từ đây, vân vân ha. Nhìn ra ôm lại ha. À, tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có 8. Tâm thiện dục giới tịnh hảo chia ra có 8. Một là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Một là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Bây giờ chúng tôi xin giải thích chút xíu là tại sao là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Ví dụ mình làm phước, mình làm việc thiện, mình làm công đức mà có cái sự vui vui vẻ. Hợp trí là sao? Là nó hợp với trí tuệ. Tức là mình phải biết làm việc này muốn mang đến cái kết quả an lạc. Cái người có trí tuệ vậy đó, tức là nhìn qua lăng kính của nhân quả, tức là làm có niềm tin, tin nhân quả đó, thì gọi là hợp trí. À, có những người làm mà họ thiếu đó, họ thiếu cái sự suy xét đó. Còn có nhiều người họ không hiểu cái chữ hợp trí đây, tức là họ nói mình làm cái gì phải được mình bị ta gạt là ngu, không phải. Tức là đó là nhìn theo cái trí của người đời. Còn cái trí trong đạo là mình cứ tin nhân quả mình làm, cho dù người ta có gạt mình đi nữa, không phải mình ngu mà lại mình tin nhân quả mình làm. À, mình tin nhân quả để mình tu. Có nhiều người thì cứ nói trời ơi, bà bị gạt rồi đó, bà làm việc mà không có trí tuệ gì hết. À, cái đó là cái trí gọi là trí khôn lanh, trí ngoài xã hội đó, phải không? À, chứ không phải. Còn cái trí tuệ của mình là hoàn toàn khác. À, giống như cũng như một ông bác sĩ và một người kỹ sư, mà ông bác sĩ kỹ sư này ông không có tâm huyết gì hết. À, thì ông bác sĩ, ví dụ như bác sĩ ông học ra trường bác sĩ, ông làm cái nghề bác sĩ mà ông khám bệnh người ta thì sơ sơ thôi. À, mà ông tính tiền rất mắc. À, hoặc là ông kỹ sư ông ra trường ông xây cầu đường nhà cửa mà thiếu tâm đi. Ở đây thì ông thấy ở Việt Nam có ăn bớt ba cái sắt thép xi măng, nhà bị sụp, cầu bị sụp, thì theo quý vị thì ông bác sĩ kỹ sư này vẫn là người không có có trí theo cái nhìn độc á, vì ông như gây nhân nhân bất thiện, nhân bất thiện thì ông là người cũng không phải là người có trí. À, còn một người mà họ không phải là bác sĩ, không phải kỹ sư, nhưng mà họ có cái tâm đó, thì vẫn là người có trí đó. Cái nhìn của đạo Phật là như vậy, chứ không phải là khôn lanh rồi tính toán rồi được cái phần lợi gì mình. À, thì là gọi là có trí, không phải. Mà trí đây chúng ta phải biết rằng cái người nào mà họ tin nhân quả, họ làm những cái việc mà có công đức, họ làm một cái tâm á, thì mới gọi là người có trí nghe. Thưa thầy, cho con hỏi những cái lúc mà thí dụ như mình thấy có những người, người ta là người ta bố thí hay là người ta làm việc thiện rất là nhiều, nhưng mà mình biết là cái người đó bố thí không có đúng vô cái chỗ đó là bị gạt đi, mà nếu mà mình cản á thì mình có mang tội hay không? Mà nếu mà tại vì theo như con thấy thì nếu mà cái người mà người ta thí dụ như cái anh kia, anh nói là ảnh cần tiền, ảnh xây viện mồ côi thì anh cần 100,000, thì chị này chỉ dư tiền quá chỉ cho, thì chị nghĩ là chị làm thiện, nhưng mà cái người khác á, đứng ngoài biết là cái anh này anh đang gạt chị này, mà nếu mà mình không cản mình có tội không, mà mình cản mình cũng có tội hay không? Và cái chị này bố thí 100,000 á, thì cái công đức của chị, mặc dù chị bố thí cho lộn người, nhưng mà chị có cái công đức 100% hay không? Hiểu rồi. Thầy sư sẽ giải thích như thế này, là con xin lắm ngày này. Thì cái người hành cái pháp bố thí á, nó có hai hạng. Cái hạng thứ nhất á là mình tạm gọi là dùng cái từ nhà Phật chút là bố thí ba la mật đó. Tức là đối với họ là họ chỉ phát nguyện họ hành cái pháp bố thí. Họ hành cái pháp bố thí cho họ. Cái tâm họ thôi. Thì thường thì hành pháp bố thí thì phải theo cái khả năng của mình. Ví dụ như bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là sao? Là bố thí những cái tài thật. Bậc
tập trung là nó cao hơn tí là bố thí cái gì mà liên hệ sát thân mình, thí dụ như tim, gan, phèo, phổi hay hoặc là tứ chi hay mắt gì đó mà không. Còn bố thí bậc thượng là bố thí luôn cả mạng sống, mà thường thì mình thì không có hai cái bậc kia rồi, mình chỉ là cái bậc hạ nhất, tức là mình có thể cho những cái gì mà ngoài thân. Thì bây giờ có một người hỏi với một phát nguyện rằng là tôi bây giờ tôi hành cái pháp bố thí của Đức Phật dạy, người tu bố thí đến đâu à. Còn họ không có trí tuệ nên nằm đây à, thì cái người này là thường chúng ta gặp phải rất nhiều, tại vì mình không phải là phát nguyện để hành cái pháp bố thí, mà mình bố thí có điều kiện à, mình có điều kiện thì thường là cái tâm mình nó phân biệt dữ lắm. Chính vì cái vậy phân biệt cho nên mình tạo phước nó nhiều cái nó không có được trọn vẹn, cái quả sau này nó trổ ra nó cũng lực sực lum hết. Tức là đại khái là mình làm nhân thế nào thì quả như đấy, tức là mình làm nhưng mà mình còn có cái sự thương ghét trong đó à. Mình thắc mắc tại sao á, mình đã hành pháp bố thí rồi mình mà chỉ cho người nghèo không, người giàu không cho là sao vậy? Không đúng. Người già hay người nghèo gì họ cũng khổ hết, cũng là đối tượng để mình cho, nhưng mà lại mình lại thích cho không thì sao cái gì vui mà mình thì mình có một cái tật là nhiều khi mình biết là mình nhưng mà vẫn hỏi. Ví dụ như biết ông xã ông thương mình rồi nhưng hỏi anh có thương tôi không, mình trả lời cho rõ rồi. Thương em không? Đúng rồi, thương em không? Nhưng mà nhiều khi mình biết ông thương mình rồi nhưng mà mình muốn từ miệng ông nói ra, mình có cái vợ đó, tức là mình muốn biết nhiều cái mà đã biết rồi nhưng mà vẫn muốn người ta trả lời. Cho nên nó có cái bài thơ nó hơi vui một tí là một ngày kia cây thì thầm hỏi lá, cây chết rồi thì lá có buồn không, lá rung rinh khe khẽ đáp tận đáy lòng, nếu cây chết lá làm sao sống nổi. Rồi cũng thế, lá nhẹ nhàng khẽ hỏi lá rụng rồi cây sẽ thế nào đây. Cây lặng thinh không trả lời câu hỏi, lặng thinh là ông vậy đó. Lá buồn rầu rồi một mình khẽ nói, lá rụng rồi cây mọc lá khác ngày. Biết rồi cũng hỏi, thấy không? Mà biết chắc là đụng rồi thì cái cây nó mọc thôi, thôi hỏi chi. Nhưng mà rồi cũng vậy đó. Con người nó có nhiều cái thắc mắc như vậy, thôi thì mình cho thì mình cứ cho đi, nghe không? Muốn cho rồi với người ta phải trả lời, tức là phải xài cái này, xài cái nào đúng à. Cho nên thì gọi là thì cái gì cũng vậy, dân gì trên có quả đó à. Thì những cái nhân mình bố thí đó thì nó chỉ nằm trong cái trường hợp là ủ lậu thôi, nó còn phiền phức lắm, sau này phước trổ ra cũng dằn vặt với nhau dữ lắm à, cũng đâu có im xuôi được à. À, thôi học tiếp nghe. Hình như nghe đọc thơ nó vui hơn là học. Tôi mỗi lần mà thấy đọc mấy cái thơ văn gì đó xong mình thấy nó ai bây giờ cái khuynh hướng tâm lý của mình là vậy. Quan hệ à, cho nên mình cứ còn mãi trong đời là vậy đó à, là ai đó học mấy cái pháp mình giải thoát này thì thấy sao mình chưa muốn. Cho nên có nhiều lúc là nghe mấy người nói bây giờ giải thoát sao ta, thì giải thoát là cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là mình không còn cái thức tái sanh nữa. Có nhiều lúc cái việc buồn, nếu vậy
buồn. Mình thích làm người à, cái nó có buồn, nó có vui, nó có hận, nó có hờn, nó có ghen, có ghét, mình thích vậy. Tuổi thơ thì sợ lạc hẻm nhà, lớn lên thì sợ lạc phi ga, lớn lên thì là sân ga phi trường, mình sợ lạc cái sân ga phi trường. Nhưng mà đời người là một đại dương, trầm lưng là một đại dương, chưa nghe ai sợ lạc được tử sinh. Mình nói là mình sợ lạc hẻm nhà, lạc đường đi, mà đi qua đây mình sợ lắm, mình đi chỗ nào lạ mình cũng sợ nữa, nhất là mấy người mà lái xe mà không có rành về cái bản đồ cũng sợ lắm. Bài thơ đó là gọi là tuổi thơ thì sợ lạc hẻm nhà, còn nhỏ thì sợ lạc hẻm nhà, lớn lên á thì mình có ba cái ngu đó, cái đáng biết thì mình không chịu biết, mà cái không đáng biết thì lại muốn biết đó, là hay đó. Cái biết mà cho tâm mình nó thanh tịnh, không có phiền não thì mình không muốn biết, còn cái biết là chết. Cho nên là cái này Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Cấu Quế Trung Bộ, ngài nói là người có cấu quế, biết mình có cấu quế thì đáng khen, người có cấu quế không biết mình có cấu quế là đáng chê, rồi người không có cấu quế biết mình không có cấu quế đáng khen, người không có quế mà không biết mình không có quế đáng chê luôn. Tức là nhiều khi mình không có ngu mà mình không biết mình không ngu là cũng không được, rồi dần dần sẽ ngu, dần dần sẽ ngu, tại mình nghĩ rằng là mình không ngu rồi dần dần sẽ ngu. Thì cái bạn này có ví dụ giống như cái viên hộp sò vậy đó, nếu như mình biết đây là hộp sò mình sẽ lau chùi thường xuyên hoặc để cho chỗ nào mà nó sạch sẽ thì cái hộp sò sẽ bóng. Còn cái người mà không biết đây là hộp sò, không biết đây là ngọc quý, bỏ vào trong cái góc đó, dần dần nó sẽ bụi. Cho nên nhiều khi mình không có phiền não tâm, mình không có ngu, nhưng mà mình không biết mình không ngu là sẽ ngu đó, dần dần sẽ ngu là không hay. Cho nên cái quan trọng đạo Phật là biết, cái chữ biết hay lắm. Cho nên ở đời nó nói câu gì, khôn cũng chết mà dạy cũng chết, biết là sống, biết là sống, đúng rồi. Cho nên là giờ mình thích làm sao là biết, biết là biết bằng trí tuệ đó, biết có nhiều thứ, cái chữ biết ở đây biết theo nhân quả, biết theo tam tướng thì mình rất an lạc, còn mà cái biết đời không thì không được. Rồi chúng ta học tiếp nghe, không sao đâu, ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người người trí, tại vì mình biết mình ngu nên mình đáp mình học. Thì trước sau gì dần dần nó sẽ sáng ra thôi. Tại vì đối với mình thì mình đâu có phải là thời gian là một tháng, hai tháng được, mà phải nhiều đời, nhiều kiếp. Kiếp này mình học nhiều duyên đi, đâu biết được kiếp sau sanh ra lặng quặng lặng quặng gặp xếp định nữa. Thì kiếp này gặp sao mà kiếp sau làm người nữa thì cũng chạy trợn khỏi đắng à. Sanh ở đâu cũng vậy, sanh qua Mỹ mà mò qua đây gặp rồi nè. Tức là ở đâu rồi duyên nó tới. Ta nói vậy đó, có duyên thì chân trời cũng sẽ gặp, dần dần sẽ gặp, rồi gặp là tiếp tục cái học nữa rồi cái dần dần mình cứ dần dần đó. Học nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một kiếp đâu. Cái gì mà nghe về cái quá trình mà để thành một cái vị Phật á, trời quý vị hải hùng lắm, mình không thể tin được. Ở trong kinh nói rằng là muốn trở thành một cái vị Phật giác ngộ đó thì ngài phải trải qua một cái thời gian tu tập ba la mật á, tới một như Đức Phật của chúng ta là tới 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đâu vậy? Mà một a tăng kỳ thì trong kinh giải thích là một con số 1 và 140 con số 0. Sao đọc được? Tức là nó vô tận, đúng mà dài vô tận. Thì người ta có thể ví dụ cho mình hiểu thôi, một a tăng kỳ cái thời gian dài thế này nè. Tức là có một phiến đá xanh dung dứt một do tình. Cái đơn vị trong kinh kia là do tình. Được tính ra đơn vị ở ngoài là khoảng 16 cây số. 16 cây số chắc khoảng 10 mai đó ha. Khoảng đó. Thì một cái cục đá xanh dung dứt 10 mai, có gì cái tưởng tượng đi. À, mà
Mà 100 năm như vậy á, là có một người hay một vị chư thiên dùng một tấm vải the, vải the là vải mỏng á, lao một lần. Cứ 100 năm được lao một lần nha. Lao thì thế nào mà cục đá xanh nó mòn bằng mặt đất á, là một hai thần kỳ. Mà Đức Phật ngày tu hình như là 20 cục đá đó mới thành Phật. Thấy không? Mình tu được mấy cục rồi. Mình tu cùng nước đá thì được. Cùng nước đá nhưng mà thêm nước vô. Cho chị biết không? Nó màu tàn. Nó màu tàn. Đó. Cho nên mình thuộc dạng là tu mà chắc cũng vài cục nước đá thôi chứ không phải vài cục đá xanh đâu. Lâu lắm. Nên không sao đó, mình cái vô minh mình nó dày lắm. Cái màn vô minh mình nó cực dày. Cho nên đó, mới gọi rằng là bây giờ mình tu làm sao để phá được cái màn vô minh đó. Mà cái màn vô minh nó cứ che lấp cái trí tuệ của mình. Có nhiều người hỏi vô minh là sao đó. Thì đơn giản sẽ trả lời là đã biết vô thường sao còn phiền não là vô minh. Đúng không? Đã biết phiền não sao còn khổ đau là vô minh. Đã biết khổ đau sao còn trói buộc là vô minh. Đã biết trói buộc sao chưa chịu buông là vô minh. Đó, vô minh vậy đó. Mình làm sao mình phá được đã biết vô thường mà không còn phiền não mới là hết vô minh. Vì vậy mà mình có vô minh hoài cái mình nó dày quá, mình thấy được cái đó nó dày quá. Thì có một người họ định nghĩa cái sự vô minh khác một chút theo đời nghe, còn theo đạo thì Đức Phật định nghĩa nó đơn giản là bất tri tứ đế là vô minh. Ai mà liễu tri được tứ đế mới hết vô minh. Mà tất cả chúng ta thì mà liễu tri tứ đế là người đã giải giải thoát. Còn mình chưa hết liễu tri tứ đế thì mình còn vô minh, không ít thì nhiều thôi. Có người định nghĩa cho mình như thế này là con người thật mâu thuẫn đó, mình thấy mâu thuẫn là vô minh đó. À, con người thật là mâu thuẫn, trẻ muốn lớn cho nhanh đó. Già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành đó. Tức là mình thấy mâu thuẫn đó, lúc mình còn nhỏ thì muốn cho lớn lên đó, vô minh đó. Rồi khi mình lớn già cái mình sợ, cái mình muốn cho trẻ lại. À, rồi cái thời gian trưởng thành thì mình không có. À, rồi vô minh là gì nè, làm việc nhiều phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. À. Vô minh. Cái này như thế nào chúng mình á, đúng không? Tức là làm việc nhiều quá cái phát bệnh, đúng không? Rốt cuộc để chi? Có tiền. Có tiền để chữa bệnh. Rồi chữa bệnh rồi lại bệnh, đúng không? À, vì lao lực kiếm tiền đó là một cái vô minh cực kỳ. Nhưng mà không lao lực kiếm tiền thì lấy tiền đâu sống thầy? Thì đó, chính mình đó, nó có cái gì vòng vòng đó, nó có vô minh vậy đó. À, tức là không, mình nói là không làm thì lấy tiền đâu sống đó, rồi phải lao lực kiếm tiền. Mà kiếm tiền xong rồi thì kiếm được một rồi phải kiếm được hai kiếm được ba, nó có gì đó. Tại vì khi mình tham là mình có cộng với si, ông học này là hay đó, áp dụng liền. Tức là tâm thân khởi lên là có tâm si, mà tâm sân khởi lên cũng có tâm si đó. Cho nên là cái này là mình khỏi thắc mắc, là mình học càng sâu vô mình sẽ biết. Dạ. Mình có những cái mình bào chữa làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý về cái hành động vô minh của mình đó. Nhiều khi mình không thấy ra, mà chính cái sự bào chữa đó là cũng là vô minh luôn. Rồi bắt đầu là cái bài thơ nó có dài lắm. Nó nói tiếp rằng là chữa bệnh rồi lại bệnh ha, vì lao lực kiếm tiền đó. Rồi giờ lại coi sao đi, quên rồi. Dùng mình. À đúng rồi. Ám ảnh bởi quá khứ, lo lắng về tương lai có không? Có. Ám ảnh cũng thế, lo lắng về tương lai, thấy không? Họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Chính vì mình không sống trong hiện tại á, cho nên mình cứ ám ảnh về quá khứ, lo lắng tương lai, cho nên quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhân, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Đó, mình là dạng như đó. Tại định nghĩa theo Đức Phật á, chết ở đây á là người mà có chánh niệm mới gọi là người sống. Cái người biết mình mới gọi là người sống. Mà cái người không biết mình á là người chết.
cho nên mình là chết liên tục tì, chứ mình chưa được sống bao giờ. Còn người nào hay hay chết quá thuộc cái dạng mà chết rồi chưa chôn thôi. Chết rồi chưa chôn nằm đóng. Rồi thôi thì chúng ta ôn lại nghe. Hôm nay chúng ta học là tâm dục giới tịnh hảo. Bây giờ mình có ba. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Một là tâm thiện dục giới